Đối với các bệnh lý về cơ xương khớp thì vấn đề đầu tiên là chúng ta thường nghĩ đến khi thăm khám một bệnh lý là chúng ta thường nghĩ là nghĩ phải chụp chiếu cũng như là chụp X quang, chụp cộng hưởng từ hay là các lớp vi tính. Thì ngoài ra song song cùng với vấn đề về chụp chiếu, các xét nghiệm trong các bệnh lý về cơ xương khớp chúng ta thường hay có như là RS, đó là một xét nghiệm để tìm yếu tố rộng thấp trong máu, kết hợp với xét nghiệm đó là anti-CCP. Đó là một xét nghiệm đánh giá tình trạng kháng thể ở máu. Và hai xét nghiệm này thì sẽ giúp cho chúng ta là xác định được cái yếu tố tận thấp, và vì thế mà chúng ta sẽ kết luận được là bệnh nhân này có bị viêm khớp tận thấp hay không. Ngoài ra chúng ta phải để ý thêm một xét nghiệm, đó là xét nghiệm VRS, đó là xét nghiệm về tốc độ máu lắng. Thì xét nghiệm này là chúng ta xét nghiệm để đánh giá tồn tại một cái tình trạng viêm nào đó khi chúng ta gặp các bệnh lý. Ngoài ra là chúng ta xét nghiệm một cái nữa, đó là xét nghiệm về CRP, đó là xét nghiệm về đánh giá về định lượng cái tình trạng nhiễm trùng cũng như nhiễm khuẩn. Ngoài ra thì với bệnh lý cơ xương khớp thì chúng ta cũng nên kiểm tra về một xét nghiệm, đó là các tình trạng về canxi, ion trong máu. Thì mục đích này để chúng ta đánh giá được cái tình trạng lưu hành canxi trong máu còn thừa hay thiếu, để chúng ta đánh giá được cái mức độ xương cũng như chất lượng xương của chúng ta.